Hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha Thì hôm nay em tiếp tục quay may vàng hàng chơi Tết cho anh chị em mình giao lưu với vườn của chị Xuân ha Thì em sẽ để số điện thoại của Xuân ở tên cái tiêu đề anh em mình cứ việc liên hệ gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi thêm Vẫn là kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền nha Tiền gửi À, cây gửi ra tới thì anh em mình cứ kiểm tra kiểm tra nó giống như kích thước ở trên video em báo cho anh em thì anh em sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn ngoài ra những cái vấn đề mà cây trong thời gian vận chuyển bị khô héo gãy rụng bị hư hao cái gì đó thì anh em mình cứ điện thoại về nhà vườn để mình được tư vấn hỗ trợ thêm nha anh em hôm nay thì em quay cho anh em mình gồm có hai loại hàng chơi tết một là dạo hú đức giá là hai trăm tám ngàn cái loại thứ hai là 320 ngàn Thì hai loại kích thước nó trên lệch với nhau là 40 ngàn giá tiền Nên cái phần cây nó cũng sẽ trên lệch với nhau là ít nha anh em Tại vì 288 cho tới 302 thì nó trên lệch với nhau là chỉ là có 40 ngàn thôi Thì nó trên lệch với nhau cũng nói chung là nó cũng không có 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 trên lệch nhiều lắm Thì anh em mình nên giữ nắm cái kích thước ha để anh em mình biết Để nhiều khi quay những cái giá mà nó cận cận như vậy nè Em cũng rất là sợ nhiều khi anh em mình cứ nghĩ là người ta sẽ lấy cái cây hàng 288 gửi cái hàng lớn qua cho anh em Thì ở đây báo kích thước thì em cũng sẽ kiếm cái chỗ nào mà hai cái điểm nó khác nhau để em báo cho anh em ha Để anh em mình khi nhận hàng mình kiểm tra nó sẽ được ok hơn Rồi với cái này nè em thấy anh em cái phân tàn á nó sẽ trên lệch với nhau tầm khoảng 9 10 thôi anh em nó không có trên lệch gì nhiều nha 9 10 với nhau thì anh em mình nếu mà lấy cái hàng 208 không cũng được nữa đó em thật sự em nói với anh em luôn nha Tại vì hai cây nó trên lệch với nhau cũng chỉ 9 10 nó hơn nhau không được cũng có một phần một nha anh em cây ở đây thì dạo thủ đức ha cây này thì nhà vườn người ta đã vô dây chỉnh sửa tàn cho anh em mình trọn gói nguyên cây luôn rồi làm nụ cho anh em mình luôn cái này thì về anh em mình nhận cây xong anh em mình á là chỉ sang chậu đẹp và chờ ngày xuống lá tháo dây chơi tết thôi anh em mình không cần làm gì nữa hết á cây ở đây thì tất cả các cây đều có nụ hết cho anh em mình về chơi tết rồi nha nụ đã tạo nụ ok hết cho anh em mình rồi cây thì nhà vườn mới xịt thuốc uh, mencoz nên cái lá nó còn xanh ha lúc gà thì chỉ là xịt xịt dưỡng lá thôi để cho cái lá của mình nó đừng có già nó đừng có rụng lá thôi ha tại vì vô cái thời gian này là cái lá của mình sẽ đã già rồi ha rồi em báo kích thước cây nha ở đây là hàng ghép gốc nhất ha tất cả các cây ghép gốc nhất hết đều liền cốt 100% cây có quấn rễ cũ cũ trung bình bằng ngón chân cái của mình đổ lên cái cốt ghép bằng ngón tay cái luôn ha chân cái tay cái chiều cao 20 40 60 tầm khoảng 60 cho đến 70 cm ha Cây này rất là cao nha anh em, tính từ mặt chậu lên mà 60 đến 6 sao tung bình đi 65 đi. 60 đến 70 thì tung bình nó sẽ 65 cm. Thì anh em mình nhờ lấy cái tay ra anh em mình đo ba gang ngoài của anh em là từ cái mặt chậu này lên tới đỉnh ngọn cộng thêm hai tấc phân nữa là nó ra gần 8 mấy anh em. Đóng cái tiền thùng và cái tiền vận chuyển nó cũng khá là cao. Còn anh em nào mà lấy số lượng nhiều thì anh em mình cứ liên hệ bên nhà vườn thì nhà vườn người ta sẽ tính cái giá sỉ cho anh em mình xuống tại vườn mình lấy ha tùy theo cái chuyện xe ai chở về nữa ví dụ như anh em mình đây là hai trăm thì anh em mình xuống tại vườn thì nó hai trăm gửi hai trăm sáu đi không đóng thùng thì à, nhiều khi hai trăm rưỡi thì anh em chở về còn hai trăm sáu thì người ta sẽ bao xe cho anh em thì đó tùy theo anh em mình thương lượng thêm ha nếu cái phần lấy có phần lấy nhiều chiều cao thì trung bình từ 60 đến 70 mươi nha anh em dạo thủ đức ha cây này thì được có 1 cái là vô dây chỉnh sửa và cây nó liền cốt già mùa ha anh em cây này cũng ba mùa ngoài hết rồi cốt ghép nó to nha anh em đây phần cũ củ, cũ củ có quấn ghế hồi nãy em báo cho anh em mình là cái cũ trung bình bằng ngón chân cái đổ lên nha không có cái nào dưới chân cái đổ lên hết như cái này nó muốn gấp đôi chân cái luôn nè nhưng mà em vẫn báo cho anh em mình là ngón chân cái đổ lên để khi mà nhận hàng thì anh em mình sẽ nhận cây to hơn tí còn cái phần cốt ghép nè ngón tay cái đổ lên cốt rất là già nha anh em một năm tuổi nè hai năm tuổi nè ngoài đây là ba năm tuổi nha ba năm có thể là cái cốt đầu này ba năm ngoài nè Tại cái cốt này rất là to ha nói chung là cây này thì đã vô dây chỉnh sửa tròn hết như thế này rồi thì về anh em mình chỉ hai ba chậu anh em mình chơi tết thôi mình không có làm gì tên cái cây này nữa hết chiều cao 60 đến 70 cm ha chỗ Phủ đức 288 gửi hàng năm bao ship anh em mình cố gắng lấy số lượng từ 5 cây đổ lên để được bao ship mình có thể là gũ hai ba ông bạn gì đó mua hùng lại hãy như anh em mình tính đi ví dụ như mà hai cây á, là 288 thì nó chạy ra là 54 phải không 28 586 28 là 560 ngàn thì anh em mình dở về anh em mình nhận cái là mình thanh toán cả tâm ngàn tiền ship nữa đó là anh sẽ chạy gần 688 ha. Thì nhưng mà anh em mình gom hai ba ông gì đó mua lại gom đủ số lượng 5 cây thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh em thì anh em mình sẽ đỡ được cái tội tiền là chi phí phát sinh khi mà mình gửi hàng về nha còn cái tiền ship đó thì nó sẽ tùy theo cái địa chỉ của anh em ở xa hay là ở gần mà bên vận chuyển người ta sẽ tính cước cho anh em ha một lối hai lối nha anh em rồi bên đây là cái lối kế tiếp cho anh em mình giá là 320 trăm hai ngàn một cây vẫn là hai cây gửi hàng và năm cây bao ship cho anh em mình ha. Ở đây á thì là cái phần cái phần tàn của cái cây á, thì em thấy nó y như nhau nhưng mà ở đây là cái lô cũ lớn nên nhà vườn nhích lên 40 000 ngàn và hại kia xuống thay vì bán 300 đồng giá thì nó sẽ cái kích thước tới 280 với 320 thì sen giữa là 300 ngàn nếu mà người ta bán bán đều giá 300 ngàn thì có cây củ bự và cây củ nhỏ thì nó hơi trên lệch nên ở đây người chạ nhà vườn người ta xé ra làm hai ha một là 280 và 32 á, là 320 thì người ta xé ra một cái lô là tàn vẫn đều tròn cũ thì bằng chân cái còn cái lô này tàn vẫn y chang như vậy nhưng mà cái phần cũ nó sẽ to hơn ha ưu tiên cho một số ví dụ như anh em mua không có cần thiết cũ lắm anh em mua cái tàn về để chơi tết thì anh em mình lấy cái loại hai trăm rẻ được 40 000 ngàn còn anh em nào mà mua về để chủ yếu là mua gì mình trồng trồng cây già mùa thì mình lấy cái loại cũ này ha về để có thêm cái cũ để mình trồng sau này nó nở lớn hơn thì đó là hai cái điều khác nhau trên cái lô cây này nha anh em nó cái lô cũ này á thì nó sẽ là cái cũ nó sẽ gấp đôi ngón chân cái ha gấp đôi gấp đôi đổ lên gấp đôi cho đến gấp 3 thôi chứ không bao giờ mà dưới gấp đôi ngón chân cái của mình hết ha chiều cao thì trung bình cũng sáng 60 cho đến 70 cm về cái phần chiều cao cây này thì cũng đã vô dây chỉnh sửa và tạo nụ cho anh em mình về chơi tết rồi về mình chơi tết xong năm nay một mua nhiều á mua nhiều thì đem ra tầm liền không chơi tết thì đem ra tầm liền tầm xong qua tết cắt đôn lại lá tháo dây ngắt nụ bỏ đó là cắt đồn, chơi tết không chơi tết còn nếu mà mình về mình chơi tết xong thì về mình sang chậu đẹp qua chơi tết xong rồi qua tết bắt đầu nhổ nó đầu nó ra cắt tỉa gọn lại đam ra đất trồng ha ở đây thì cái phần cốt vẫn là liền trăm phần trăm cái phần cốt kép bự bằng ngón tay cái đổ lên có những cây núng qua ngón chân cái luôn nè ha cái cây này thì nói chung là nó nôm na giống như cái cây kia ba mùa cây này ba mùa rưỡi gì đó cây kia củ nở bằng bự hơn ngón chân cái còn này là gấp đôi ngón chân cái đổ lên ha phần cốt kép thì đa số nó sẽ đều như nhau chiều cao 60 đến 70 thì nãy em có phân tích cho anh em mình rồi đó một nếu mà anh em mình không quan tâm về phần cái củ của cây mình chỉ mua cái cây về để mình chơi hoa lấy loại hai rồi nếu mà mua về trồng đất lấy loại ba trăm củ to hơn trồng lâu dài ngon hơn ha thì hai kích thước tàn nó sẽ na ná giống như nhau cái cái hàng mà 288 nó vẫn có củ nha anh em cũ bự hơn trên cái đàng hoàng nha chứ không phải là không có củ tại em phân tích hai cái đường đó để cho anh em mình thấy cho nó dễ xử hơn á còn tàn ở trên đây thì nhà vườn người ta đã vô dây chỉnh sửa cây nào cũng tàn toàn nụ đẹp cho anh em mình về chơi tết hết ha tại vì cây này nó ba mùa ngoài hết rồi cốt cành nó già cốt ghép nó liền nên cái cái phần nụ nó, nó rất là đạt nha này về anh em mình chơi tết thì khỏi lo vấn đề gì hết ở đây thì nhà vườn người ta đã vô dây chỉnh sửa hởm rồi em mới thấy đi ngang đây em thấy là cũng khoảng 10 ngày rồi Cái lô này thì kế cái đường đi quay của em á Nó khoảng 10 ngày rồi thì anh em mình á Mua về không có cần gấp 6 uh, giây ra đâu Anh em mình mua về sang qua cái chậu đẹp để nó tầm khoảng một tháng nữa Rồi bắt đầu mình tháo dây Hoặc là có thể là chờ tới ngày lãi lá rồi anh em mình tháo dây luôn cũng được nữa Nhưng mà cái quan trọng nhất là về anh em mình sang qua cái chậu đẹp trước ha mua cái chậu tầm khoảng tầm mấy mua chậu một là chậu xi măng thì tới bần tầm khoảng năm sáu chục còn mấy không mình mua gốm hoàng tấn phong chậu gốm men rồi đó chậu đồng nai rồi đó thì cái chậu đó nó sẽ rẻ hơn ha cái chậu đó thì nó tầm khoảng tám chín chục gốm hoàng thì nó khoảng tầm mấy là anh em mình vô cái cây của mình nó đẹp hơn ha nụ thì rất là chất lượng cho anh em mình nha nụ vàng và khỏe mạnh hết nha giả hú đức nha anh em hôm nay quay cho anh em mình chỉ có hai lô hữu đức thôi một loại là 280 một loại là 320 ha thì anh em mình mua loại nào lấy loại nào anh em mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em số lượng cây của mỗi loại thì mỗi loại nó làm khoảng 500 cây hai loại thì nó khoảng 1.000 cây anh em mình lấy số lượng nhiều thì mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn nha để nhà vườn tính cái giá sỉ lẻ cho anh em mình anh em mình xuống tại vườn xem cây cũng được luôn đường lộ thì xe tải nhỏ vô được ha anh em mình nếu mà ở gần có lấy số lượng thì anh em mình cứ chạy qua tới vườn để anh em mình xem xem cây trực tiếp rồi mình thương lượng giá cả lấy số lượng bao nhiêu đó anh em mình thương lượng bên nhà vườn em rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã xem dụng hội trong thời gian qua rất là nhiều cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những cái video mà mai vàng giá rẻ hoặc là chăm sóc mai vàng hoặc là những cái này cái kia rồi ha anh em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn